Mình bị bể xe rồi. 13 đồng 20 sen. Quá dạ. Dễ quá ngon. Dạ. 5204. Mình đọc thành 09. Trời ơi. Đây là biển North Bondi nha các bạn. Thấy không bạn, mình bị bể xe rồi. Nếu như mà những cái loại xe thường á, những cái bánh xe thường á, là nếu mà họ bị vậy là họ sẽ không thể chạy được nữa. Riêng cái loại bánh xe này thì mình sẽ vẫn tiếp tục chạy được tiếp, mình cứ chạy tiếp thôi. Bây giờ mình đang ở cái chỗ sửa xe mấy bạn. Thì bây giờ mình phải thay bánh mới thôi. Đây, mình cho các bạn coi nè. Rồi, bạn thấy không? Bây giờ mình cứ chạy tiếp thôi. Bạn thấy không bạn, kẹt xe em lum la là bạn biết rồi đó. Mình lên tới City rồi, lên tới Sydney rồi nha. Nên thành ra rất rất là bận rộn, busy, kẹt xe nhiều thứ lắm bạn. Từ nãy giờ mình đi kiếm đồ ăn, kiếm hoài không có nên thôi mình quyết định mình tới Bankstown, mình tới mình sang đồ của người Việt nha bạn. Bây giờ mình đang đi bộ tới. Ok, tới rồi nha bạn. Đây là cơm gà da giòn. Sẽ đi kèm lại canh đấy nha. Rồi, mời bạn nha. Ok em trai. Em chá cạc nha anh. Rồi, chá cạc ha. Ok không? Mấy đồ ăn được ha? Dạ, đồ ăn ngon không anh? Ngon không? Ở đây là vị gì lắm. Dạ. Em ăn gì vậy? Em ăn một cơm gà da giòn. Một phần thôi đúng không? Dạ đúng rồi, một phần thôi. 13 đồng. Dạ, ok em chá cạc. Chá cạc tính tên 15, chắc phần ngâm 20 sen. 13 đồng 20 sen. Quá dễ, quá ngon. Dạ. Bạn thấy không bạn, ở bên đây chỉ cần cái điện thoại thôi là mình đi đâu cũng được hết. Vậy thôi, đơn giản, không cần, không bao giờ mình đem thêm tiền mặt hết. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby I got you. It's a new beginning and a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid. Rồi, ok các bạn.
Bây giờ đã tới chỗ khách sạn của mình thuê rồi nha. Đây mình cho các bạn xem nè. Chỗ này tên là Meriton Suites. Ok. Này. Bây giờ thì mình đi vô thôi. Ở đây các bạn, chỉ cần dùng một cái này thôi là mình xài được hết ha. Driver license. Mình chỉ có một cái bằng lái xe thôi, để mình xài bất cứ thứ gì cũng được. Phòng của mình là 5209. Thì khi bạn nhìn đây, mình là phòng 5209. Thì 10 thì mình sẽ đi đây. Đơn giản thôi. Đây 5209. Đó, ở đây. Ở đây coi nhìn nè. Nhìn nè. Nhìn nè, 5204, mình đọc thành 09, trời ơi. 5204, mình đọc thành 09, trời ơi. Đây, giờ thử đây đi. 5204 nha. Nè, cái số chưa? Thử. Đó. Đó. Đó, trời ơi. Mình đi bạn. Mình đi. Rồi, chào buổi sáng các bạn nha. Tối ngày hôm qua mình không review được là bởi vì nó tối quá. Cho nên bây giờ mình sẽ review buổi sáng. Đây, đây là phòng 5204. Hôm qua mình coi lộn là 5209. Rồi, bây giờ buổi sáng mình nghĩ là nắng đẹp. Trước tiên thì đây tủ lạnh, mình biết trên đây có gì không nữa. Ú, có ly để uống rượu nữa các bạn. Ly này một cái rượu trắng, một cái rượu đỏ, cà phê, nước lọc. Bây giờ mình sẽ đi tới trong đấy. Ú, trong đấy máy giặt, máy sấy và cái chỗ để cho mình giặt. Rồi, đây là ban công. Đây là tầng 52 luôn nha. Tầng 52 rất là cao. Đây. Đó. Đó. Nè, nhìn xuống dưới thử đi. Đó, bạn thấy chưa? Xa xa bên kia là Opera House. Đây. Còn bên đây, đó, bạn thấy nhờ, xe chạy đồ này kia. Đó, tầng 52 rất là cao luôn nha. Đó, bên đây có tòa nhà đang xây cũng cao lắm rồi. Rồi, bây giờ mình đi vô phòng ngủ. Đây, đây là phòng ngủ. Có một cái kiến ở đây. Ở đây là cái giường. Còn trên đây có một cái kiến nữa mà mình cũng không biết để làm cái gì nữa. Mà thôi kệ đi. Rồi, vậy là mình xong cái review của khách sạn Meriton ha. Cái này gọi là Swiss. Đó, thì nó giống như cái phòng, nó cũng giống hotel thôi. Nhưng mà có lẽ là nó cao cấp hơn được xíu hay sao đó. Rồi, thì mình xong được cái phần ngày hôm nay. Thì bây giờ chắc mình sẽ đi thêm một vài chỗ ở Sydney vào buổi sáng nữa để review cho các bạn xem, có thể là biển hoặc là có thể là đồ ăn hay gì đó. Rồi, bạn theo follow mình nha.
mình phải đợi nguyên một hàng dài nhưng mà không sao hết. Khi mình đi ngang qua cái làng đi bộ thì mình sẽ phải nhấn cái nút này. Đó. Các bạn thấy đỏ bên kia không? Rồi, mình sẽ phải nhấn cái nút này nha. Ok. Bây giờ mình sẽ đợi y chang giống như là mình đang lái xe vậy đó bạn. Khi mà đèn bên kia nó xanh thì mình sẽ bắt đầu đi. Đó, bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ đi bộ qua. Đây là biển North Bondi nha các bạn. Ở đây các bạn thấy nước biển không? Rất là trong. Đó, các bạn thấy không? Mọi người chơi lướt sóng đồ này kia. Đó, ngày nào mình nghĩ ngày nào cũng đông hết á, bởi vì khách du lịch rồi những giống như những người ở xa giống như mình vậy nè. Thì lâu lâu có dịp mình lên Sydney thì mình sẽ ghé ở những cái bãi biển đây. Thì nước Úc rất là nhiều. Các bạn biết mà xung quanh bao bọc đều là biển cho nên biển rất là đẹp bạn. Đó thì mình cho bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Nước rất là trong luôn nha. Đó. Ok, chào các bạn nha. Bây giờ thì mình đi đá banh. Hôm nay trời rất là lạnh luôn nha bạn. Cho bạn coi nè. Bạn thấy không? Đó, 6 độ rưỡi. Nhưng mà thật ra đó là lạnh hơn 6 độ rưỡi rất là nhiều bạn. Ở ngoài chắc phải 3-4 độ à, lạnh lắm. Nhưng mà mình vẫn quyết định mình sẽ đi đá banh cho các bạn xem là đá banh ở bên Úc là như thế nào nha. Thì ở đây mới là training thôi, là mình mới đi đá tập lại mọi người thôi. Chủ nhật tuần này mới là đá lại đội khác. Thì tới chủ nhật này mình sẽ cho các bạn biết thì đá lại đội khác là như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng cho các bạn xem ha. Đó, họ sẽ setup sẵn cho mình đá nè, bạn thấy không? Đá xong thì đội mình dọn luôn nha. Đó, thì khi mà đá xong á thì tụi mình sẽ cùng nhau dọn. Chứ khi bây giờ họ setup rồi thì mình đá xong thì cũng là lúc mà tới giờ mà chắc ở đây cũng tắt đèn các bạn. Nên thành ra tụi mình sẽ phải dọn hết ở đây nha. Nhưng mà nó cũng không nhiều lắm đâu. Đội nào đã xong thì đội đấy tự dọn thôi. Nè, cho bạn xem nè, bên đây cũng có nè. Đó, các bạn thấy không? Đó.
Sút đây. Giờ mình bỏ giày ra để mình đi về nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Khi đó anh phải mang giày đinh nè, bạn thấy giày đinh không? Đó, giày đinh nè, thấy không? Đó. Phải thấy không? Phải mang cái đồ bảo hộ chân đó nha. Đó, thấy không? Thôi bạn, bây giờ thì mình về tới nhà rồi. Thì chắc hôm nay mình cũng mệt quá rồi, mình đi sáng mình đi làm xong tối mình về mình đá banh mình cũng mệt lắm rồi. Thì chắc là mình sẽ tới ngày Chủ nhật á mà đá lên đội khác á thì mình sẽ quay cho bạn coi. Thì bây giờ bạn coi nè, 2:30 ở ngoài, thật ra là có thể là 1 độ bạn, mà Mai đã trong xe đã 2:30 rồi đó. Rất là lạnh luôn nha các bạn, lạnh lắm luôn á, hôm nay đang mùa đông mà. Đó, bạn thấy không, 2:30. Rất là lạnh luôn nha các bạn. Lạnh lắm. Thôi, bây giờ mình cũng tới nhà rồi. Thôi chắc mình tới nhà rồi ha. Thôi mình chào bạn. Để dịp khác mình sẽ quay cho bạn xem nữa nha. Rồi, chào bạn.